Rồi, hôm nay cô Tùng với con đeo cửa năm này. Cái video mang đi thực hiện mất nên phải quay bằng video cái con đeo này đeo cửa năm này. Đấy, con đi năm thế thứ 10. Cái cấu hình của nó đây. Video này phải quay bằng điện thoại, quay bằng iPhone. Con này là 15.6 Full HD này. Đi năm thế thứ 10 này. 128 GB SD 256. Đấy. Còn được xuất xưởng cuối năm nay. Tài nguyên liên phòng luôn nhá. Còn hai cái đồ này nữa. Đây đây, dạch hai cái đồ này. Đấy, dạch xuống nó mở theo kiểu hộp. Dạch xuống đấy, dạch xuống cái mít thôi. Rồi, để đây. Rồi, còn nó lại tên. Siêu siêu của Mỹ này anh. Đấy siêu của tao đấy. Quay video chính xác đeo nên chỉ có cái vạch vạch thế thôi. Bên trong nó lớp ni lông đeo nên là nó đơn giản. Sạc con này 130W. Xem sạc này. Sạc con này 130W. Có phải em. Tôi sức lớn. Như cái laptop mỏng nhỏ như dạng ấy. Đấy. Đấy. Z Black. Đẹp của anh Vân màu xanh. Trông đẹp phết đấy. Đẹp hết. Đẹp hơn cái video nhiều. Bên ngoài từ cái video này nên màu sắc không thể chuẩn được. Đúng rồi. Đấy, thiết kế. Con này có vân tay không ạ? Chắc là không. Có chứ. Đây nút này có vân tay này. Không biết đâu. Cái nút đấy là nút nguồn thôi. Nút nguồn thì máy mới bật không lên đâu. À. Đây phải cắm sạc vào mình nó mệt lên. À. Đây thì mình cần phải cắm sạc. Đây ghi bản quyền rồi mà. Đây. Đây, cắm tạm cái sạc này vào. Ok. Sạc không xuất được. Đấy, bật bật nguồn lên, bây giờ nó mới lên. Mặc dù pin của nó kích hoạt lần đầu ấy. Rồi. Mặc dù kích hoạt lần đầu nên máy mới. Đấy, con này xem nào. Thiết kế của nó này. Cái này là bảo hành on à, bảo hành điện tử hay là bảo hành theo cái ạ? Cái màu sơn này của nó này, full ánh này rất là khó, rất là khó sơn lại này. Ánh màu sắc này rất là khó miêu tả. Nhũ. Ừ, nhũ này, full nhũ này. Đó, bảo hành ở đây 12 tháng. Con này gì các bạn ra đây? Con này nó Mỹ. Bên mình chẳng thể dùng về được, chẳng thể bảo hành. Không phải xe hãng Việt Nam. There. I'm Cortana, and I'm here to help. Cái cổng của nó. A little sign in here, cổng, a touch of Wi-Fi there, and we'll have your PC ready for all you plan to do. Use your voice or the keyboard along the way, and if you'd like me to stay quiet, just select the little microphone icon towards the bottom of your screen. If you need an assistive screen reader, press the Windows, Control, and Enter keys at the same time to turn on narrator. Ok, con này có đi năm thôi mà, đi 7 thì sao có ra đấy. Đi 7 giá chát lắm. Đầm thê thứ 10 là khỏe lắm rồi. Đây anh chọn yes đi. Đây chọn yes. Your keyboard is set to US. Want to stick with that? Do you also type with an... Now let's get you connected to a network. Just so you know, connect... Rồi, tí nữa xong. Next up, the legal stuff. Type what you want to name your account. Tên là gì? Sang. Okay, now
These are the settings Microsoft recommends. Go ahead and review them and select accept when you're ready. Chuột rất là trơn. Chạy nó update từ từ. Windows can save your spot in apps, files. Hey, look, that's me, Cortana. Can I have permission? Your device manufacturer would like your contact info to send you updates and such. Almost done now. We just need to get a few more things polished up for you, and Windows will be all yours. Looking forward to helping out. Thấy được, đúng trong hình chưa? Tổng cửa lăn này nó mới ra lắm đó. Mới ra gần 30 triệu rồi. Ừ. Em bây giờ thích mỏng nhẹ như thình pát kìa. Đấy. Đây là bọn nó làm video hoặc chơi game. Chơi game game. Để bàn phím thanh niên nó khác. Lớn tuổi nó khác. Đèn mình, đúng không? Mình chỉ ThinkPad. Bàn phím vừa lẩy vừa gõ êm, gõ êm, khoảng cách nó vừa phải. Con này chơi phím kiểu này sao này hay bị bẩn đấy. Cái bàn phím chích nét này sáng. ThinkPad là cái con chuột của nó vô vàn vô cùng sướng. Cùng đến đây nguyên lần đầu rồi. Cho nó biết. Học mà máy ngon thế. Em đi làm bao lòng. Chưa thử vừa máy nào ngon này. Cao thủ nhất là dùng con. Tại vì bọn nó dùng cái nhu cầu 15 triệu đổ về. Chơi game chẳng hạn nó lại khác. Nếu không, nó không chơi game mấy mà đồ họa nó học đồ họa. Học đồ họa. Người dân đồ họa. Như là sao không vào. Vừa đã chạm vào mấy điện rồi. Cái này không sao, nó kích hoạt vừa rồi chạm. Đúng rồi, chỉ kích hoạt thôi. Hay nhỉ. Đúng rồi, kinh. Để xem cái trang màn hình. À đấy, ừ. Con này thêm chữ TI này, giá trị cực kỳ luôn. Rồi. Ít nhất cũng phải thêm một triệu hoặc triệu rưỡi cái TI này. Nhưng mà thôi. Cuối đầu mình không biết nó là 16 thì mình để trên mạng mình bảo nó không biết là GTX nó là TI hay không TI. Con này là TI này. Thêm TI phải tăng giá lên. 4 GB. Đấy, TI này giá trị hơn. Rồi. Giới thiệu đang lăn tăn quạt màn hình bên ngoài, nó cũng chỉ ghi một chỗ GeForce, không biết là GeForce bao nhiêu. Tra ra thì nó chỉ có một trên cái đây sơ vi tác của nó, tra cho nó sành đeo nó cũng không ghi không à. Rồi tính sau. Rồi thì video thì thôi rất là đẹp rồi. Không, xin chào, cảm ơn. Tặng cặp với cả tư trung cấp rồi.